À chưa? À các cô các chú đi. Đây nhìn vào đây, nhìn vào đây. À các cô các chú. À đi. Khoanh tay vào ạ nào. Khoanh tay vào ạ như này, khoanh tay vào, khoanh tay vào. Ừ thì vẫy vẫy chào cô các chú đi, vẫy chào. Xin chào nào. Xin chào, khoai xin chào đi. Hôn hôn gió, hôn gió. Hôn gió đi. Mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Mấy tuổi? Không không nghịch cái này. Dạo này mấy tuổi? Mấy tuổi rồi, mấy tuổi rồi? À vẫn một tuổi. Ok. Ok. Học lớp mấy? Học lớp mấy? Học lớp mấy? Học lớp mấy? Một. Ừ. Ok. Thế đi học được mấy điểm? Đi học được mấy điểm? Hai ngón tay. 10. 5 điểm. 10 điểm. Thấy chưa? Khác rồi, khác rồi. Đã cờ đi học được 10 điểm rồi đấy. Khoai cute kìa. Hello, hello, hello khoai đi. Đây đây cho khoai. Yêu lắm. Yêu ơi nhảy yêu ấy. Ơi. Cái gì? Rồi gì? Đây. Lấy cái này đây 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 đây. Đầu đang hơi bếp. Chưa gội đầu. Sáng nay dậy đầy một bô. Xem. Dây mới còn bẻo rồi. Khoai mẹ hỏi này, khoai, khoai mẹ hỏi. Quần này, đội cho khoai hay đội cho bố? Đội cho ai nhỉ? Đội cho khoai, thế đội cho khoai hay đội cho mẹ? Đội cho ai? Đội cho khoai hay đội cho mẹ? Đội cho ai nhỉ? Đội cho mẹ à? Thế mẹ đội cho bố nhá. Mẹ đội quần cho bố nhá. Không. Cho bố. Không, không, không. Đội cho ai? Đội cho khoai. Đội cho ai nhỉ? Đội cho khoai, ok. Thế đội nó có đồng ý không? Có, nó thích mà. Hôm qua tháo ra nó cứ đòi đội. Trang, Trang. Trang. Sao? Con lần lên. Đấy, con đánh đi. Không, không, nghịch cái đấy, không nghịch cái đấy. Khoai sẵn sàng đi học chưa? Sắp đi học rồi. Giờ này tháng sau cháu đi học rồi. Tụt 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 tụt. Tụt đi đâu? Chạy. Em khoai tháng sau đi học rồi. Khoai tháng sau đi học rồi. Ai ai. Ai. Chết. Đứa nào làm rơi đây? Sao làm rơi đấy? Ai làm rơi? Cái tay làm rơi đâu? À, làm rơi thì phải làm sao? Làm rơi thì đưa tay đấy. Còn là tay nào, tay nào? Làm rơi. Khoai xinh ơi, bố Khôi ngủ như thế nào? Nó chạy rồi. Thế bố ngủ như nào? Bố Khôi ngủ như nào? To ác. Con lấy gì? Con lấy đi. Lấy gì? Quay đây một xem nào. Nó có rơi à? Đâu nó ngồi nó cở rồi đấy. Nó đeo cho bố, nó đeo cho bố, quay đeo cho bố. Nào đeo khoai. Khoai đeo cho bố, khoai đeo cho khoai. Khum. Khoai học trường ở gần nhà. Học ở kia xa lắm. Không ai đưa đón được. Quay chết chứ. Bố Khôi mua cho em khoai con xe xỉ bo tháng sau đi học à? Khoai kêu phô mai que trả bù cho anh. Ờ, tao cũng cu tè. Rồi bùng hết rồi. Con đấy không có. Mẹ đổi cho bố đây. Mẹ đổi cho bố nhá. Mẹ đổi cho bố nhá. Mẹ đổi không? Bố bỏ lên ra. Khoai nhìn này, khoai. Khoai nhìn bố này. Ok. Quần của khoai đâu rồi? Đâu rồi? Bố đội nhá. Cay thật chứ thề. Như đi phòng tắm hơi à? Trông giống ở bên Hàn Quốc à, đúng không?
À, cái tip của nó đâu, cái chân đâu? Lấy quần không? Lấy quần đi. Xin bố đi. Xin bố nói gì? À, chưa. À. À, lấy cái này à? À, chưa. Bà. Không mưa đúng không? Không, không mưa. Con này con lấy hết ra thế á? Nào, không lấy nữa đâu. Xếp lại đấy. Con gì? Gấu. Con gấu. Con. Ơ không bóc đi. Okay. Con gì? Gấu. Đáng yêu. Cú te này. Cú té. Ừ ra. À, ra ra bố đeo cho. Rồi. Gọi bộ công chúa Disney này. Đấy ngồi bóc đây, ngồi bóc bộ công chúa Disney đi. Thôi, xuống tắm cho khoai. Thế đi anh bóc cho. Không, bóc cùng đi. Ừ thì bóc đi. Anh có thuộc tên không? Biết hết chứ. Thấp cam xuống thì mới ASRM được chứ. Anh phải như này. Ủa, bố tập. Đợi tí bố bóc ra. Đây anh lấy cho. Đợi tí bố bóc đã con. Xong bố cho. Hôm nay được em Quyền trong Sài Gòn. Hôm trước nó ra Hà Nội chơi nó tặng. Tờ tờ. Nào. Không đòi như thế. Mày cắt đi đây nhá. Đây. Như nào, bóc như nào. Xong anh phải xé theo cái đường này của nó. Đâu em xé thử này. Đây là bộ bên. Thôi không cần đâu. Để tạm thế này. Bộ xi. Nhưng mà chẳng nhìn thấy cái gì cả. Nhất cao lên. Nào cho khoai bóc nha. Nào bố với khoai bóc đi. Bóc ở đây nha, đường này sẽ giật phát ra. Khoai giật ra đi. Để tay nó phải. Anh phải bóc cái này ra. Đây con giật đi con. Giật đi. Đây bé xíu à. Cất cầm vào đúng không? Yeah. Nhìn thẻ. Phải móc một cái nhìn thẻ chứ. Hứ. Yeah. Ô. Oh, công chúa tóc xù. Phải không? Tên là gì? Rectangle à? Brownle. Đâu? À công chúa tóc mây chứ quên. Thế là Bray. Đây là Bray. Bray ơi, là Bray lơ. Bray làm gì có lơ. Bray, dũng cảm đúng không? Đúng rồi. Dũng cảm Bray. Đây là Bray. Đúng rồi Bray. Ô, có phụ kiện nữa này. Ê, nhưng mà không có đế nha. Cái này phải để đâu rồi? Nó có 3 con mèo nữa. Ô, thẻ Bray. Đây. Không phải, nó là Merida. Merida là ai? Merida là ai? Ủa, không phải Bray hả? Ủa, xem nào xem Merida. Đấy, đây là Merida mà. Merida là công chúa gì ta? Có phải em của ấy không? Ba con gấu là ba thằng em. À. Công chúa bú bẹn là công chúa gì? À đó là Bray thật. Ừ ok. Tiếp. Trong phim Bray, tên là Merida. Nàng Bạch Tuyết. Snow White. Nàng Bạch Tuyết là 7 chú loàn. Lại có một con nai đi cùng nữa. Yeah, cao lên. Xinh. Oh. Xinh à. Để xem có mở được secret không. Secret là con khác với con trong hình đúng không? Đúng rồi.
Đi xuống á. Các bạn có nghe tiếng xoẹt xoẹt không? Có chứ. Tôi bóc chuyên rồi. Sau một lần bóc cái kia là tôi có kinh nghiệm rồi. Hết rồi, sao nó lại có cái phụ kiện ở trên đầu này? Ủa đặc biệt à, đặc biệt à? Không, em biết con này là con gì rồi. Cái gì? Cinderella thì phải. Đúng luôn. Tên tên. Cao lên các bạn xem. Tại vì em nhìn thấy cái guốc. Cái guốc này. Sao nó cũng bắt nét hả? Dơ thế, dơ bắt nét. Dơ phải dơ giữa màn hình. Giữa cái hàng hình. Ờ, đây. À. Nét rồi. Đẹp chưa? Phụ kiện của nó có đúng một đôi guốc. Chị đâu? Phải chị đâu? Phải đâu? Đây, phải đâu? Mẹ đi. Công chúa Disney mà các cậu. Phải đâu cho mẹ đi. Công chúa Disney mà. Phải đâu đi. Từ để tôi cho vào đây đã. Để tí cho đợi tốn chỗ đã. Chưa có tủ để công chúa. Lọ lem lỏ à? Học trên mạng. Tạch. Bóc chuyền lắm rồi. Hoa mộc lan rồi. Sao biết? Nhìn thấy cái kiếm ấy gì ấy. Sao không nhìn thấy? Nè. Ủa, anh hoa mắt à? À, tự nhiên quên. Người đẹp và quái vật. Bella. Đúng không? Người đẹp và quái vật. Đúng rồi, Bella. Đúng. À, Bell, không phải Bella. Bell. Yeah, hoan hô đi. Hoan hô đi con. Thơm cô một cái nào. Thơm nào. Thơm. Ê, đẹp nha. Dơ rát vào các cái bạn đẹp nha được. Đẹp nha. Che mặt anh đi. Không, khi lấy cái đấy che mặt anh đi. Không bắt được nét luôn á. Đấy, đây, rồi. Em phải để đúng tâm nó. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Mở được ra, tê tê. Hoa hồng à? Ừ, cổ cô này hơi gãy sao ấy. Ê, gãy cổ thật hay sao ấy. Chị đầu vẹo ấy. Cô ngồi ngửa. Đầu là hơi vẹo. Không. Cô Bell này hơi một cánh. Hơi zombie một chút. Không phải. Thế không được con nào secret à? Chưa ra. Chưa có thật. Ê, này mẹ mở đây. À, hình như secret là con Adora thì phải. Con Adora ở trong công chúa ngủ trong rừng ấy. Ơi. Này. Adora rồi. Nhìn thấy vàng rồi. Adora rồi. What the fuck? Có sự kiện này. Cho nó xuống đất đi ba. Chưa. Lên nhá. Oh, mermaid. Wow, nó tên cá. Thơm mermaid đi. Ui dồi ôi, thơm một cái nào. Thơm, có xinh không? Có xinh không? Xinh. À, cho các cô chú xem nhá. Mơ mệt. Tiếp à. Thứ. Cái này là bị lò chuyển kiện lên trên rồi. Đi xuống này, đi xuống. Mulan à? Mu to. Mulan man. Cười gì? Mulan. Wait. Công chúa. Mơ mệt là Ariel, tôi biết rồi. Nhưng tôi hay đọc là mơ mệt. Tiếp. Còn trong này là còn Jasmine này với Rapunzel thôi. Đeo này. Còn hai hộp. Bây giờ chúng ta chỉ còn là Jasmine ở trong Aladdin, Rapunzel ở trong công chúa tóc mây đúng không? Với cả một con secret. Có được secret hay không? Man. Không cập nữa. Cinderella có rồi mà cậu. Ê, tôi biết con này là gì rồi, tôi vừa nhìn thấy phụ kiện nó xong. Gì? Rapunzel, công chúa tóc mây. Wow, phụ kiện là gì? Con tắc kè.
Xinh không? Xinh nhỉ, phụ giống tóc mây này xinh này. Có tất kè chồng yêu này. Thế cuối cùng là cạnh tranh giữa ai với ai? Jasmine với cả Secret. Jasmine là ai? Jasmine là ở trong Aladdin. Thế có Frozen à? Frozen là gì? Công chúa Frozen á? Ừ. Không có, bộ này không có, chắc bộ này. Đâu, thế còn hai con nào xem nào? Công chúa ngủ trong rừng là Secret đấy cậu. Nhưng mà không biết có mở được ra không. Đây con cuối đây rồi. Không nhìn. Aladdin và cây xi lanh rồi, chắc không, chắn không. Aurora. Nó sẽ là Aurora. Nếu bạn có thảm thần thì nó sẽ là ấy. Ơi, Jasmine thật. Đấy, là Jasmine. Đây, 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 đây. Ê này. Thơm Jasmine đi con. Thơm cô nè. Ui, trời yêu. Cô thơm con. Thế có thơm bố không? Thơm bố nè. Quay thơm. Ơi. Quay thơm bố. Quay. Cô có thơm bố không? Con cho cô thơm bố đi. Con cho cô thơm bố đi. Cái thơm, quay thơm bố. Quay thơm bố không? Quay thơm bố như nào? Jasmine. Hết vèo. Hết rồi. Yeah. Tôi để hết trong này rồi. Để hôm nào tôi phải bày ra mới được. Phải có tủ cơ. Các bày tủ kia. Chương trình 3 Bóc bờ lai bóc đến đây là kết thúc nhá. Đây sợ thở thế. Đi đây. Thở dài thế. Khoai gì? Khoai tê. Khoai tê yêu bố không? Có. Khoai bảo có à. Gì đây, ngủ à? Bố Khôi ngủ như nào? Bố Khôi ngủ như nào? Không, bố Khôi ngủ như nào? Không nào, không dặn nữa, bố Khôi ngủ như nào? Bố Khôi ngủ như nào con? Bố Khôi ngủ. Ôi, ngủ cho thế á? Hả? Thế Khoai ngủ như nào? Khoai ngủ như nào? Con mèo kêu như nào con nhỉ? Kêu như nào cơ? Mèo kêu đáng yêu chưa? Thế cười, cười vui như nào? Cười vui như nào? Cười ha ha nào. Cười ha ha nào. Cười như nào? Thì con khóc đi. Kiểu sao ấy? Thôi. À nhầm, khóc đi, khóc đi. Khóc như nào nhỉ? Em bé khóc như nào nhỉ? Em bé khóc nào. Em bé khóc như nào? Thế em bé cười ha ha. Thế Khoai cười vui như nào? Cười vui như nào? Cảm ơn Vàng Lắm Lông nhá. Sao lại tên là Vàng Lắm Lông? Cảm ơn bạn. Mẹ cha ngủ như nào ấy nhỉ? Ý thằng Khoai Tây ngủ như khoai nào? Khoai Tây ngủ như nào? Khoai ngủ như nào? Khoai ngủ như nào? Ui dồi ôi, Khoai ngủ ngày to chứ. Đi, mẹ bé đi xuống đánh răng đi. Đi tắm đi. Đi, bye bye cô chú đi. Bye bye. Đi bố đi học tiếng Anh nữa. Kéo thằng Khoai hôm trước đi chụp. Đi chụp bộ ảnh quảng cáo trông nó lớn ghê á. Job, hôm trước có job, đi chụp. Đi chụp làm gì có tiền đâu, đi chụp xong rồi người ta cho bộ quần áo về mặc mà. Có job đây, đợi tí tôi mở cho. Này, trông lớn chưa? Trời ơi, trông lớn chưa? Để trông ghét ghê á. Này, đi chụp này, 15 tháng mà trông cứ như 2-3 tuổi á. Rồi, đẹp dai. Ê, cái đẹp dai nha. Cái đẹp dai quá. Từ để hỏi bên mixer cần mẫu không? À, đẹp dai quá. Rồi. Đẹp dai thật. Ở chưa, 15, gần 15 thôi. Thải đội mũ mà trông cứ thế nào ấy. Rồi cái này, cái này trông lớn thế. Cái này trông lớn quá. Xời. Nhà quê lên tỉnh à? Yêu cái này cười xinh quá. Đi du lịch à?
trong mồm này, ăn uống toe tét rồi. Ủa cái xinh này, cái xinh ác. Trông răng này. Ừ cái này cú tè thế. Ui cái này cú tè quá. À cái này cú tè nha. Thích cái này nha. Ui cười. Cười toe toét ra. Alo, điện thoại đấy, alo, alo. Alo. À, trộm vía ta. Rất trộm vía đấy. Rất trộm vía đấy nha, Khoai nha. Để gửi cho bác Trang Nguyễn Sơ. Cần mô đen. Không bạn ơi, quá đẹp dài luôn. Bao giờ cho con chụp hình chung với em Khoai đi chú à? Năm lốp. Năm lốp ta cho chụp một cái. Năm lốp chụp một cái nha. Năm lốp, năm lốp. Cứ năm lốp nha. Cứ năm lốp thì tao cho chụp một cái. Được chưa? Được chưa? Tí tao đọc số tài khoản cho, tí tao đọc số tài khoản cho nha. Cứ năm lốp cứ sang tiền đã. Kiếm tiền tí chứ.